sáng trưa chiều tối ba bữa đủ cả. À, điều đặc biệt hơn là hôm nay không có rau gì rồi. Đấy. Chưa biết ăn món gì bây giờ. Có một món thịt không thôi. Và điều đặc biệt hơn là mình muốn nói đây. Có được cô vợ đấy. Sáng trưa chiều tối là ba bữa mình phục vụ cho đủ cả. Đấy. Chị nằm có xem điện thoại đây, đây này mọi người này. Thấy không? Không hiểu là cô vợ này kiểu gì luôn. Đấy. Thế này, quay thẳng mặt luôn cho xem này. Người khỏe mạnh không làm gì mà bảo chồng nấu cơm đây này. Đấy. Số khổ rồi nha. Đây này, suốt ngày điện thoại đây này. Đấy. Xong chồng đi làm về mệt cũng phải nấu cơm đây. Nha. Thế tí có ăn không? Hả? Có ăn Đúng rồi. không? Tưởng ăn cho nhịn luôn nhá. Ở nhà cả buổi sáng không nấu cơm nhưng chồng đi làm về bắt chồng nấu á? Không có đâu Nấu nhá. ăn không nấu vui. Được á? Không cho ăn luôn. Đấy. Vợ 4.0 đây mọi người ạ. Đấy. Không biết là điện thoại nó có cái gì mà cứ chăm chú suốt từ sáng đến giờ không không nấu cơm cho chồng ăn này, chán lắm rồi, mai trả về nơi sản xuất nhá. Đấy, ngày nào cũng như ngày nào. Đi làm về vẫn phải nấu cơm đây. Đấy. Quần áo vứt một đống đây chưa giặt đây. À, mong sao là mọi người không lấy phải nhầm cô vợ như mình nha. Đây, bát đũa ăn xong từ sáng không dựa đây. Có hai cái thôi. Uống sữa xong cũng không dựa luôn. Cái gì kia kìa, thế sao còn cái cặn cấn kia kìa, thế sao không có ai uống để kia, thế sáng nay ai uống, uống thì nó mới có ấy ở kia chứ, uống không uống hết xong rồi rửa cốc đi ông ơi, đến ruồi bọ nó lại bâu vào đấy. Vợ nó thời nay sướng kê nha. Đấy, coi cho chồng phục vụ cơm nước cho rồi nhá, cứ nằm đây một tí nữa là lấy cơm lên tận miệng cho nhá.